Châu rừng châu Á sống ở đâu? Châu rừng sống phụ thuộc vào sự sẵn có của đồng cỏ ở những vùng ngập lũ, đầm lầy và rừng cây rậm rạp ven sông. Khu bảo tồn động vật hoang dã Kositapu có đồng cỏ ngập nước theo mùa và rừng hỗn hợp của vùng ngập lũ Sattakosi. Đây là nơi sống lý tưởng của châu rừng. Châu rừng thường phân tán rộng rãi, hình thành các đàn nhỏ vào mùa mưa, nhưng vào mùa khô, chúng tập trung lại những hố nước cố định thành từng đàn lớn. Nơi phân bố của châu rừng. Châu rừng sống trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, dành phần lớn thời gian trong ngày ngâm mình ở những bãi bùn trong những khu vực này. Sự sẵn có của nguồn nước là điều kiện sống của châu rừng. Vì vậy, chúng phân bố ở các khu vực như phía đông của Nepal, phía nam Bhutan, phía tây Thái Lan, phía đông Campuchia và phía tây nam Việt Nam.